Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học ngày hôm nay Và giờ trước thì cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu về tác phẩm và đồng chí của tác giả Chính Hiễu Và trở lại với tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đi thực hiện làm các bài tập để chúng ta củng cố lại ngay cái phần mà chúng ta được học ở giờ trước nhé và trước tiên và tiết học ngày hôm nay thì các bạn hãy quan sát lên bảng để chúng ta cùng nhau chữa bài tập về nhà Yêu cầu bài tập về nhà của cô đó chính là nhận xét về bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu có ý kiến cho rằng ba câu thơ cuối là ba câu thơ hay nhất và là sự kết tinh vẻ đẹp cao quý của tình đồng chí và em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp lập đoạn diễn dịch. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi phân tích đề để xem yêu cầu của đề bài. Chúng ta cần phải triển khai những gì? Yêu cầu đầu tiên đó chính là yêu cầu về hình thức. Chúng ta có thể gạch chân một số từ khóa quan trọng. Hình thức ở đây là một đoạn văn. Giới hạn là gì các em? Giới khoảng khoảng 12 câu. Chúng ta có thể nên đánh số ở sau mỗi câu để có thể theo dõi cái quá trình của chúng ta viết để giới hạn về cái số câu của chúng ta và cái phương pháp lập luận. Ở đây đó là gì? À đó chính là à phương pháp lập luận diễn dịch. Như vậy là chúng ta đã xong yêu cầu về hình thức này là một đoạn văn này gồm có đoạn văn đó chỉ trong khoảng trên dưới 12 câu và theo phương pháp lập luận diễn dịch và phương pháp lập luận diễn dịch ở đây là câu chủ đề nằm ngay ở câu mở đoạn trùng với câu mở đoạn yêu cầu về nội dung đó chính là yêu cầu gì chúng ta hãy quan sát đến đây yêu cầu về nội dung à người ta đưa cho chúng ta về một ý kiến và yêu cầu là chúng ta phải nhận xét về cái ý kiến đó và chủ yếu ở đây ý kiến nhận xét về ba câu thơ cuối nhớ lại cho cô ba câu thơ cuối của bài thơ đồng chí Đêm nay giường hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần giản ý chi tiết để xem rằng là chúng ta còn thiếu những cái nội dung nào ở trong cái phần đoạn văn của các bạn. Trên đây thì cô sẽ đưa ra các gợi dẫn cho các bạn để các bạn nắm được là cái đoạn văn của mình bao gồm các ý sau đây. Thứ nhất là các bạn miêu tả về cái không gian nơi mà các anh chiến sĩ đang đứng. Đó chính là không gian như thế nào nhỉ? hoang vắng lạnh lẽo hoang vu và thời gian ở đây à, đó chính là thời gian đêm tối công việc của các anh đó chính là nhiệm vụ canh gác và hình ảnh đầu súng trăng treo là một hình ảnh đẹp gợi ra một cái tình đồng chí đồng đội chúng ta thấy nhá có hình ảnh của súng này hình ảnh của trăng và đó đã trở thành một biểu tượng súng là biểu tượng cho gì à súng là biểu tượng cho chiến tranh cho khói lửa cho bom đạn ở đây chúng ta có súng này và trăng là hai hình ảnh biểu tượng súng là biểu tượng cho chiến tranh còn trăng là biểu tượng cho gì à trăng là biểu tượng cho hòa bình hơn hơn bên cạnh nữa thì trăng là còn biểu tượng cho thiên nhiên vẻ đẹp của thiên nhiên chiến tranh thì gợi ra cái sự hiện thực khốc liệt Còn trăng ở đây mang vẻ đẹp lãng mạn chữ tình. Như vậy ở đây trăng và súng kết hợp với nhau bổ sung cho nhau. Và súng và trăng dường như đối lập đúng không? Nhưng mà thực tế chúng lại bổ sung cho nhau vì mục đích to cả đó chính là vì một cái tương lai, vì một cái tổ quốc. Súng là đại diện cho thực tại rồi gợi lên cái tính chiến đấu, còn trăng là đại diện cho thơ mộng, cho chữ tình và chúng ta biết rằng là trăng ở trong thơ uh, xuất hiện rất là nhiều, đặc biệt là trong thi liệu uh, cổ xưa là sử dụng hình ảnh của trăng rất là nhiều. Súng và trăng là sự kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn, à, đấy chúng bổ sung cho nhau. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể uh, mở rộng ra với cái nhịp thơ 222, gợi ra cái nhịp lắc tạo ra cái sự trông tranh, cái okay. nhịp ban ngát trong sự băn ngát và đây à, các bạn có thể mở rộng thêm một chút nữa về cái hình ảnh mà nơi chiến sĩ đang chiến đấu đó chúng là vì một cái tổ quốc và tư thế thế nào rất là sẵn sàng hiên ngang và đối với phần kết bài thì bạn các bạn rất là ngắn gọn thôi nêu cho cô về cảm nghĩ còn những cái ý ở đây là những cái nội dung chính mà các bạn phải triển khai ở trong cái đoạn văn của mình và chúng ta sẽ đến với nội dung bài học ngày hôm nay. Đến với nội dung tiết học ngày hôm nay của chúng ta thì cô và chúng ta sẽ đi thực hiện chữa hai bài tập, bài tập số 1 và bài tập số 2. Chúng ta hãy cùng quan sát lên bảng để xem yêu cầu của bài tập số 1 đó chính là bài tập dạng đọc hiểu. Ở đây chúng ta thấy đó chính là bảy câu đầu tiên được trích trong ừ. bài thơ nào? Đó. Quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên xoài đá, anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ đồng chí. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem câu hỏi. Đối với câu hỏi thứ nhất, cổ phần đọc hiểu Trình bày đôi nét về tác giả chính hữu và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đồng Chí Đây là một câu hỏi nhận biết thôi Vì vậy các bạn hãy à, trả lời chính xác cho cô và không được bỏ lỡ đối với câu hỏi số 1 này. Nào, đôi nét về tác giả chính hữu thì chúng ta cần phải trả lời những gì nhỉ? Tên của tác giả này, năm sinh năm mất này, quê quán và đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả chính hữu. Còn về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ thì chúng ta cần phải trả lời những gì? À, trước hết là phải có năm sáng tác thứ hai là hoàn cảnh cụ thể ra đời của bài thơ và cuối cùng là bài thơ được trích trong tập thơ nào ở trên đây là những cái gợi dẫn nét chính Trịnh Hữu sinh năm 1926 mất năm 2007 quê quán ở Hà Tĩnh và cuộc đời hoạt động trong quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến thực dân Pháp và tại sao ở đây cô đã tô đậm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bởi vì đó cũng chính là cái thời điểm mà ra đời của bài thơ hoàn cảnh cụ thể là ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp về sự nghiệp thì tập thơ đầu súng trăng treo được sáng tác vào năm 1966 và đến năm 2000 ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật rất là cao quý về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ thì sao đó chính là vào thời gian là năm 1948 này Sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu ở đâu? À, chiến đấu ở trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông Và đã phá vỡ được cái âm mưu của giặc Pháp và giành thắng lợi Và bài thơ tiêu biểu viết về những người lính kháng chiến trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Và cuối cùng là bài thơ đồng chí được trích trong tập Đầu súng trăng treo năm 1966 Ở à trên đây là về thời gian này, À, về hoàn cảnh cụ thể ra đời và bài thơ được trích trong tập thơ nào như vậy là chúng ta đã nêu rõ về hoàn cảnh sáng tác rồi còn phần trên là chúng ta nêu về những nét nét chính về tác giả chính hữu ở trên đây là cô gợi dẫn cho các bạn nên các bạn à, là những cái gạch đầu dòng còn khi các bạn trình bày vào bài thi thì các bạn bỏ cho cô những gạch đầu dòng và chúng ta có thể viết liên tiếp để tạo thành một đoạn hoàn chỉnh nhé chuyển sang câu hỏi số 2 À, giải thích ý nghĩa của từ chi kỷ. Đó, có nghĩa ở đây chúng ta hỏi, người ta hỏi chúng ta là giải thích nghĩa của từ ngữ. ở à Đây là một câu hỏi cũng rất là hay ra trong các đề kiểm tra, trong các đề thi là giải thích nghĩa của từ ngữ. Vậy chi kỷ là gì? À, chi kỷ có nghĩa là biết mình. Còn đôi chi kỷ có nghĩa là đôi bạn thân thiết. Chúng ta hiểu bạn như hiểu mình, cũng như vậy hiểu mình như hiểu bạn có nghĩa là hai người hiểu lẫn nhau gọi là trì kỹ rất là đơn giản thôi không uh, chúng ta không cần phải trả lời dài dòng là gì chỉ cần trả lời ngắn gọn và nếu mà chúng ta uh, muốn chính xác hơn muốn uh, viết gãy gọn hơn nữa thì chúng ta có thể à, đọc vào trong sách giáo khoa và ghi nhớ những cái chú giải ở trong sách giáo khoa về từ chi kỷ, chúng ta có thể giải thích trong sách giáo khoa là chúng ta đã được điểm rồi. Và đến câu hỏi số 3. Phân tích ý nghĩa nhan đề đồng chí à ở đây, người ta hỏi cho chúng ta về ý nghĩa nhan đề à đồng chí có nghĩa là gì? Chúng ta thấy nhá. Đồng chí là gồm có hai tiếng đúng không và đồng chí nói về những cái gì những người cùng chung một lý tưởng cùng chung một chí hướng và cụ thể như thế nào ở đây chúng ta thấy nhá đồng chí chúng ta giải thích cho cô về mặt hình thức Thứ hai là về mặt nội dung. Hình thức ở đây gồm có gì nhỉ? Hai tiếng, rất là ngắn gọn. À, chúng ta có thể nhận xét như vậy. À, đầu tiên là về mặt hình thức. Thứ hai về mặt nội dung thì nó bao chứa những cái nội dung gì? Và như ở trong khổ thơ thứ một thì chúng ta cũng có phân tích về từ đồng chí ở ở câu thơ thứ mấy nhỉ? Câu thơ thứ bảy. Đấy là một câu rất là đặc biệt, nó vừa như là một bản bản lề để kết thúc khổ thơ thứ thứ nhất và mở ra những cái biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí đồng đội. Về mặt nội dung thì chúng ta cũng có thể là đồng chí khái quát những cái lý tưởng này, lý tưởng chiến đấu. Chiến đấu ở đây lý tưởng gì là vì tổ quốc thân yêu. và đây là cái nội dung nội dung bao trùm nhất để khái quát lên cái tình đồng chí đồng đồng đội trên đây thì cô đã gợi ý cho các bạn về ý nghĩa của nhan đề đó đồng chí là cách gọi thân thuộc giữa những người chiến sĩ với nhau gồm có hai tiếng ngắn gọn nhưng khái quát nên nội dung bao trùm của của toàn bài thơ đồng chí là cùng chung lý tưởng này cùng chung một chí hướng tình đồng chí là bản chất của cách mạng, của tình đồng đội và thể hiện sâu sắc tình đồng đội. Và nhan đề đã thể hiện được cái uh, tư tưởng chủ đề của tác phẩm đó chính là ca ngợi sức mạnh của tình đồng chí đồng đội. Như vậy ở đây nhấn mạnh về cái ca ngợi sức mạnh và vẻ đẹp của tình đồng chí đồng đội là cái nội dung mà uh, tư tưởng chủ đề của tác phẩm muốn đề cập tới. Như vậy là chúng ta cũng đã trả lời xong được ba câu hỏi rất là đơn giản và đối với câu hỏi số 3 này là một câu hỏi về thông hiểu có nghĩa là chúng ta hiểu nhan đề như thế nào à, có nghĩa là cấp độ cao hơn một chút sau hiểu uh, sau nhận biết đúng không Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những câu hỏi tiếp đến với câu hỏi số 4 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài tập số 1 này viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp lập luận diễn dịch phân tích đoạn thơ trên để thấy được cơ sở bền chặt hình thành nên tình đồng chí ở à đây à, đã đưa cho chúng ta về về đoạn thơ này rồi gồm có bảy câu đầu thơ đầu tiên trong bài thơ đồng chí bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về mặt hình thức nhá yêu cầu về mặt hình thức thì sao nhỉ viết một đoạn văn giới hạn ở đây là 12 câu khoảng 12 câu nhé Chúng ta có thể viết kết thúc bằng 10 câu cũng được Và phương pháp ở đây là phương pháp lập luận diễn dịch Như vậy là câu gì nhỉ? Câu chủ đề sẽ trùng với câu mở đoạn rồi à, như vậy là chúng ta xong yêu cầu về mặt hình thức thứ hai yêu cầu về mặt nội dung về mặt nội dung thì sao ở đây chúng ta thấy là phân tích gì nhỉ đoạn thơ có nghĩa là phân tích bảy câu đó rồi bây giờ cụ thể hơn thì cô trò chúng ta sẽ đi với vào phần giản ý nhé Trước hết là đối với phần mở đoạn Đối với phần mở đoạn Thì câu đầu tiên Cũng chính là câu à, Nêu lên cái chủ đề Của cả cái đoạn viết của mình Ở đây Mở đoạn thì các bạn có thể dẫn ra rất là nhiều Nhưng mà chúng ta mở ngắn gọn thôi Có thể từ 1 đến 2 câu Và đối với mở đoạn thì các bạn cần phải có từ này cho cô này Cơ sở Bền chặt hình thành nên tình đồng chí. Có nghĩa là dựa vào những cơ sở nào? Đó, câu mở đoạn câu đầu tiên thì đó chính là câu chủ đề và câu chủ đề phải có những cái cụm từ như thế này. Ý tiếp theo là đối với phần thân đoạn đối với phần dân đoạn thì các bạn cần phải triển khai những gì à trước hết một nhỏ các bạn có thể khái quát cho cô về vị trí đi vị trí này về uh, sơ qua về nội dung của bảy câu thơ đầu này hai nhỏ là chúng ta sẽ đi phân tích và chứng minh nhiều bạn thắc mắc là chứng minh không biết chứng minh là điều gì Chứng minh cụ thể ở đây chỉ là nêu dẫn chứng Và các bạn có thể là à chứng minh ấy là trích thơ Trích dẫn thơ Xong Phân tích, ở đây chúng ta phân tích những gì Chúng ta thấy là đối với hai câu đầu này Thì là cơ sở gì nhỉ Chúng ta nhớ nhớ lại là những cái cơ sở nào để hình thành nên tình đồng chí đồng trộn đồng đội. À, có nghĩa là về hoàn cảnh xuất thân. Xuất thân sao? Đều từ những cái vùng đất nghèo khó làm ăn canh tác. Và cái thứ hai là họ cùng có chung gì? Chung một lý tưởng chiến đấu. Ở đây, các bạn phân tích cho cô về từ ngữ nhá về hình ảnh nhá chứ không chúng ta chỉ nêu ba cái này là sai mà chúng ta cần phải diễn giải thêm một chút đây là những cái gợi ý chính thôi và cái thứ ba đó là cùng chia sẻ những cái ngọt bùi trong chiến tranh rồi vân 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 đem rét chung chân thành đôi chi kỷ và phân tích cho cô từ chi kỷ là gì vừa rồi chúng ta đã uh, giải thích từ chi kỷ rồi đấy và cuối cùng là câu thơ đặc biệt câu 7. Đồng chí. Nó có ý nghĩa gì? Sau khi chúng ta phân tích và chứng minh thì tới phần 3 nhỏ là chúng ta đánh giá cho cô. Cũng rất là cần thiết đánh giá cho cô về nội dung, đánh giá cho cô về nghệ thuật. Nghệ thuật đặc sắc thể thơ như thế nào rồi là câu đặc biệt ra sao, sử dụng những cái từ ngữ như thế nào. Đấy, ba nhỏ. Nên đến, đến với bốn nhỏ thì chúng ta có thể liên hệ, à, có thể liên hệ tới những cái bài thơ khác nói về cái tình đồng chí, đồng đội được. Và cuối cùng là đối với phần kết đoạn là chúng ta nêu cảm nghĩ thôi, rất là đơn giản. Không có khó khăn gì. Và quan trọng nhất là đối với cái phần phân tích và chứng minh này thì chúng ta triển khai như thế nào thôi. Còn đối với phần mở mở đoạn thì rất là dễ rồi. À, đến đây nó cũng là câu chủ đề luôn rồi này. Đối với phần thân đoạn thì cô đã làm cho chúng ta cái dàn bài mà những cái nội dung này tức là những cái nội dung chính mà chúng ta cần phải triển khai, triển khai qua từ ngữ, qua hình ảnh, Đấy. hoặc là qua cái thành ngữ dân gian nước mặn đồng chua đất cày lên sỏi đá. Rồi cuối cùng là đối với kết đoạn Chúng ta nêu cảm nghĩ đơn giản thôi Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong Bài tập số 1 rồi đúng không nào Chúng ta chuyển sang bài tập số 2 Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 Ở đây cho câu thơ Dũng Nương Anh gửi bạn thân cài Trích cả ngữ văn 9 tập 1 Và chúng ta sẽ quan sát để xem là Các câu hỏi đối với bài tập số 2 là gì nhé Đầu tiên câu số 1 Câu thơ trên được trích trong tác phẩm nào của ai, nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ và đây là một câu hỏi nhận biết rất là dễ ra trong các đề thi. Do vậy các bạn cần phải lưu ý nắm chắc cho cô. Đầu tiên đó chính là về tên của tác phẩm, thứ hai tên của tác giả, thứ ba là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ thì cô cũng đã nói trong bài tập số 1 rồi đúng không nào? Về hoàn cảnh sáng tác thì sao chúng ta phải nêu được gì nhỉ? Về năm này, cái thứ hai hoàn cảnh cụ thể và thứ ba là bài thơ được trích trong tập thơ nào để tránh tình trạng mất điểm để ăn chắc thì chúng ta cứ học thuộc cho cô về hoàn cảnh sáng tác y như trong sách giáo khoa ở đây là hướng dẫn đối với câu trả lời câu thơ trên được trích trong tác phẩm đồng chí của tác giả Chính Hữu và hoàn cảnh sáng tác đời bài thơ được viết năm 1948 này đó có năm rồi và hoàn cảnh cụ thể là sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc, đúng không? Phá vỡ âm mưu của uh, của giặc Pháp và giành thắng lợi và lại bài thơ tiêu biểu viết về tình đồng chí đồng đội trong thời kỳ kháng chiến chống chống Pháp. Và đồng chí nằm trong tập thơ Đầu súng trăng treo năm 1966. Như vậy trên đây đã đáp ứng đủ yêu cầu của câu hỏi số 1 rồi. Nhớ chưa? Chúng ta cần phải nắm chắc cho cô này tên tác phẩm này, tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác, sáng tác. Đây là những cái điều căn bản mà chúng ta không được bỏ qua đối với tác phẩm đồng chí nhé. Đến với câu hỏi số 2. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Chép chính xác câu thơ tiếp theo. Và người ta cho chúng ta một câu và yêu cầu chúng ta cần phải chép cho cô chính xác 9 câu thơ tiếp theo. Khi mà chép chính xác 9 câu thơ tiếp theo thì chúng ta chú ý cho cô về những yêu cầu sau chúng ta phần phải chép đúng hình thức cái thứ hai là chép cho cô đúng chính tả là cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta viết sai chính tả thì người ta có thể trừ điểm chúng ta nhé vì vậy là chúng ta cần phải đọc thật kỹ Mà khi chúng ta đã thuộc thật kỹ rồi Thì chúng ta cũng phải viết ra giấy để cho nó nhuần nhuyễn hơn Và bài thơ được viết theo thể thơ nào? À, một câu hỏi nhận biết cũng rất là dễ dàng Và chép chính xác 9 câu thơ tiếp theo Chúng ta chỉ cần học thuộc là chúng ta đã chép được được 9 câu thơ tiếp theo rồi Không hề khó khăn, không hề có tư duy ở trong đây à, Bài thơ được viết theo thể thơ tự do Đúng không nào? Thứ hai là đây là 9 câu thơ tiếp theo. Dụng nương anh gửi bạn thân cày ra nhà không mặc kệ gió lung lay dính nước gốc đa nhớ người ra lính anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh sốt run người vương chán ướt mờ mồ hôi áo à, anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá miệng cười buốt giá chân không giày thương nhau tay nắm lấy bàn tay đấy là những câu thơ tiếp theo chúng ta cần phải chép cho cô đúng hình thức nhá à, và cái thứ hai là đúng chính tả là cái điều quan trọng bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. đến với câu hỏi số 3. à đây là một câu hỏi về biện pháp tu từ và khi mà đọc về câu hỏi về biện pháp tu từ thì chúng ta đã có cái hướng làm rồi cô đã hướng dẫn làm các biện pháp tu từ để cô nhắc lại nhá về biện pháp tu từ khi làm về biện pháp tu từ này khi mà chúng ta trình bày về biện pháp tu từ, từ đầu tiên bước 1 các bạn cần phải chỉ tên chỉ ra tên của biện pháp tu từ, từ bước thứ hai bước này các bạn hay bỏ qua phân tích bước 3 nêu tác dụng và đối với À, khi mà chúng ta nêu về biện pháp tu từ nhé Thì có thể viết cho cô thành một đoạn văn Từ 3 tới 5 câu Có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn đầy đủ à, Mở đoạn thì chúng ta có thể uh, chỉ ra tên của biện pháp tu từ Còn kết đoạn thì chúng ta nêu tác dụng Để trở nên cho nó ngắn gọn và xúc tích hơn đó. Và biện pháp tu từ trong 9 câu thơ trên Đó là biện pháp tu từ nào à Qua câu thơ nào rồi đây biện pháp tu từ cô lựa chọn trong uh, những câu thơ trên mà hướng dẫn cho các bạn đó chính là biện pháp tu từ nhân hóa qua câu thơ giếng nước gốc đa nhớ người gia lính và chúng ta thấy nhá giếng nước gốc đa là những gì nhỉ là những biểu tượng cho làng quê gắn liền với quê hương nhưng mà chúng ta thấy có động từ nhớ xuất hiện ở đây đó chính là à, sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa vật có bao giờ biết nhớ người không vì vậy ở đây tác giả đã nhân hóa các sự vật này giống như một con người cũng biết nhớ những người gia lính đó chính là những anh chiến sĩ và từ đó nhằm ngụ ý điều gì nhỉ? À, đó cũng chính là động lực, động lực vì sao cổ vũ này? Những người lính để những người lính có thể vững vàng tay súng trên chiến trường để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. À, như vậy ở đây cô đã uh, hướng dẫn cho các bạn để viết thành một đoạn văn nêu về tác dụng và hiệu quả của biện pháp tu từ chúng ta thấy nhá, đầu câu thơ mở uh, cô xin lỗi câu văn mở đoạn tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa ở câu thơ giếng nước gốc đa những người già lính rất ngắn gọn đã được một câu mở đoạn rồi sau đó ở đây À, chúng ta đi phân tích giếng nước gốc đa là những hình ảnh quen thuộc ở cho làng quê này và chúng là những cái vật như thế nào và à, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa để thể hiện điều gì quê hương luôn nhớ về các anh hướng tới với các anh và là động lực để cho các anh vững vàng tay súng trên chiến trường và kết đoạn thì việc tác giả sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa khiến cho câu thơ trở nên hấp dẫn sinh động lôi cuốn và thể hiện được cái tài năng của tác giả đơn giản thế thôi và chúng ta có thể không bị mất điểm đúng không khi mà chúng ta trả lời như thế này chúng ta không bị mất điểm còn nếu mà uh, biểu điểm cũng còn tùy thuộc vào uh, biểu điểm nữa nhưng mà khi mà chúng ta nắm chắc được về cái hình thức như thế này thì chúng ta cũng đã được điểm gần được điểm tối đa rồi các bạn không lo lắng gì cả và chúng ta sẽ chuyển tới phần tiếp theo của nội dung bài học ngày hôm nay Và để kết thúc nội dung bài học ngày hôm nay thì cô sẽ giao cho các bạn một bài tập về nhà và yêu cầu các bạn phải thực hiện bài tập về nhà nhé. Chúng ta sẽ cùng quan sát những yêu cầu. Viết một đoạn văn theo phương pháp lập luận quy nạp khoảng 10 câu, phân tích đoạn trích vừa chép. À, một yêu cầu rất là đơn giản thôi. Cũng là giống như là câu hỏi số 4 của bài à, của bài tập số 1 đấy. Nên các bạn có thể uh, phân tích lại cho cô theo tuần tự Ví dụ là phân tích cho cô về mặt hình thức này, về mặt nội dung và thứ ba là lập cho cô một cái dàn ý. Đó, sau đó thì chúng ta khi mà chúng ta đã hoàn thành được các bước như vậy rồi sẽ viết cho cô thành một đoạn văn hoàn chỉnh rất là dễ dàng và không bị bỏ sót nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo.